Có câu hỏi này, con này chung chung này, con xin hỏi nghe mấy người ở ngành y tế giải thích là những người ăn thịt rất dương nên phải ăn rau và trái cây, như vậy cũng quân bình âm dương được không? Được, chứ không phải không được. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là có hai đĩa cân, đúng không? Hai đĩa cân. Chúng ta bỏ đây một cục, cái nó nặng xuống bên đây nhõng lên, chúng ta bỏ một cục nặng xuống bên đây nhõng lên, chúng ta bỏ một cục nặng xuống, cứ bỏ đây một cục, bỏ đây một cục, biết thành gì? Gãy cái đĩa cân. Thật ra cân bằng mà bỏ vô thêm nó không có lợi bằng cân bằng mà bớt ra. Thật ra nếu mình giảm thịt thì mình sẽ giảm rau ví dụ vậy. Mà để có cái dịp mình sẽ nói về cái việc ăn thịt. Cái nguy hiểm của ăn thịt là cái gì? Thịt nó sẽ tạo ra, trong thịt, thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt động vật thì nó sẽ tạo ra rất nhiều phosphor và lưu huỳnh. Và phosphor thì nó sẽ thành axit phosphoric, lưu huỳnh nó sẽ trở thành axit sulfuric, hai loại axit cực độc từ thịt. Nếu cơ thể mình không kịp có cái muối chlorinated để trung hòa hai cái thằng trời đất này thì ở đâu nó sẽ lủng ở đó. Nếu mà axit sulfuric mà nó nằm bao tử là loét bao tử liền tại chỗ. Nhưng mà cũng may thay là cơ thể chúng ta đã có sẵn natri, có sẵn kali, có sẵn magie, có sẵn kali. Và những anh này sẽ gấp rút tới để trung hòa cái lượng axit này để biến thành một cái loại muối trung tính và được đào thải qua ruột già đưa ra ngoài. Chứ nếu mà cái muối chúng ta không kịp đó, hả, là nó làm cái rẹt từ bao tử cho tới ruột loét hết luôn. Axit sulfuric đi tới đâu là tan tành tới đó. Đó là thịt. Mà mỗi lần như vậy thì chúng ta bị hao tổn những cái tất chất tạo kiềm trong cơ thể là natri, là kali, là magie, là canxi. Những cái chất này nó đang làm tốt cho môi trường cái dịch ngoại vào và dịch nội vào của mình. Và bây giờ bị hút ra, hút một cách cấp bách ra để điều tiết. Thì như vậy là chúng ta bị hao hụt. Và hao hụt nhiều thì cái khả năng mà nuôi nấng tế bào chúng ta sẽ không còn tốt. Tức là axit nhiều sẽ ảnh hưởng tế bào, nó làm lão hóa nó từ những cái quy trình công thức của hóa học này. Cho nên những khoáng chất mà vốn có trong cơ thể chúng ta đủ để có thể điều tiết. Vì vậy bây giờ ăn thịt thì phải ăn rau. Ăn rau thì trong đó cũng có một số rau có magie, có một số rau nó cũng nó không có canxi. Một số thực phẩm khác có canxi trong cái trình bột cốc lõi là hydrat carbon, nó có là trong cơm gạo. Và tối kỵ là ăn thịt kèm theo đường. Anh này là thịt tạo ra axit sulfuric và axit phosphoric. Anh kia đường anh tạo ra cái loại axit lactic và axit acetic. Trong bốn ông trời này là độc địa nhất luôn có trong cơ thể của mình. Ăn mà cái kiểu mà thịt mà chấm rồi có cái gì ngọt ngọt nữa là cả như cơ thể mình không có kịp sẽ lỡ lét liền đó. Lét bao tử liền một bữa ăn thịt mà có nhiều đồ ngọt. Rồi ăn thịt xong mà tán miệng một ly nước ngọt là kể như đời mình không biết là sắp sửa đi đâu. Thật ra là cái độc hại nhất theo về tính và axit, về kiềm tính theo cái kiểu hóa học, tính về âm dương thì đường và thịt là hai cái mà nó dễ làm cho lỡ lét, dễ làm ung nhọt, dễ thành ung thư. Tại vì khi axit sulfuric mà nó dồn vào một chỗ nào đó thì tế bào này nó sẽ bị rã, bị mục, bị hư, bị chết liền tại chỗ nếu mà một trữ lượng quá lớn nó dồn vào một nơi. Và chính cái chỗ này là hư rã. Hư rã thì axit nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ khuấy phá, nó sẽ làm lỡ lét thành ung nhọt, ung thối. Còn cái thằng tế bào nào còn sống thì trở thành tế bào tự do giống như nãy mình nói và biến thành tế bào ung thư. Tại ra ăn thịt và ăn đường là dễ dẫn tới ung thư. Tất cả những người bệnh ung thư nghiệm lại đi đều có một quá khứ ăn quá nhiều trữ lượng thịt và đường. Không có hai cái này khó ung thư lắm. Thế giới nếu không ăn thịt và không ăn đường thì giảm thiểu hết 99% bệnh ung thư. Nutrifocaden. Nutrifocaden là thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam với thành phần Fucoden chiết xuất 100% từ tảo nâu Mozuko, vùng nước lạnh nguyên sơ Okinawa, Nhật Bản. Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các tác nhân gây ung bướu, ngăn ngừa hình thành tế bào và sự di căn tái phát của ung thư.
beta-glucan chiết xuất từ 9 loại nấm của Nhật làm tăng sức mạnh của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể có sức đề kháng tốt, chống chọi với các loại virus, vi khuẩn có hại. Hai hoạt chất fucoden và beta-glucan kết hợp với gạo lứt huyết rồng nảy mầm và các loại hạt như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, mè đen, hạt kê, tuân thủ theo triết lý cân bằng âm dương của Osaka, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Để biết thông tin về sản phẩm, các bạn có thể gọi đến số 0866-205-833 để được tư vấn về sản phẩm miễn phí.